lại nữa thiện hiện theo ý ông thì sao giả sử các loại hữu tình ở thế giới trung thiên này chẳng phải trước chẳng phải sau đều được thân người có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo dẫn dắt đều làm cho phát khỏi tâm vô thượng giác tu tập hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thạ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng, tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc, tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm lại nữa thiện hiện theo ý ông thì sao giả sử các loại hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên này chẳng phải trước chẳng phải sau đều được thân người có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo dẫn dắt đều làm cho phát khởi tâm vô thượng giác tu tập hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tổ lại đem thiện căn dạy bảo dẫn dắt như thế cho các hữu tình cùng có như nhau đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phật dạy này thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế phân bố sắp đặt phân biệt khai thị làm cho dễ hiểu và an trụ vững chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí thì thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy công đức đạt được nhiều hơn vị trước vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm